Rồi, cảm ơn bạn tổ chức. Anh chị nhớ tấm xét nhà màu và điền chưa ạ? À? Anh chị đã biết cách điền chưa? À, anh chị chúng ta hỏi những vị chủ nhóm mình biết cách điền anh chị nha và hãy nhớ là mang theo cái tấm xét nhiệm màu này à, và bỏ vào trong ví của mình được không ạ à? bỏ vào trong ví của mình anh chị nha và mỗi một ngày ít nhất là hai lần một ngày nhiều hơn được không ạ à? được anh chị à, chúng ta sẽ giờ à, mình mình bỏ vào trong ví của mình nếu mình đi ra ngoài đường và các anh chị có thể là chuẩn bị thêm một tờ tấm xét nhiều màu nhỏ để ở nhà và để cái nơi mà các anh chị hay nhìn thấy nhất. Có thể dán ở đầu giường, dán lên trên chỗ mà các anh chị hay ra vào như là bếp nè, phòng phòng của mình nè, hay là nhà vệ sinh nè cũng được anh chị nha. Nơi nào mà anh chị hay nhìn thấy nhiều nhất. Được không ạ? À? Và một cái tấm, một cái tấm xét thì chúng ta bỏ vào trong ví anh chị nha. Và khi mà mình thấy nhìn thấy tấm xét này anh chị Ờ, khi mà chúng ta nhìn thấy tấm xét nhiệm màu này thì các anh chị phải về bắt đầu hình dung tưởng tượng là mình đã sở hữu cái số tiền trong cái tấm xét nhiệm màu rồi và các anh chị phải thấy rằng là mình dùng cái số tiền này để dành cho cái việc gì được không ạ à? quan trọng anh chị quan trọng là cái cảm xúc của anh chị ha ờ, khi mà cái tần số cảm xúc của mình nó rung động ấy khi mà tần số cảm xúc của mình nó rung động anh chị thì thông qua lực hấp dẫn sẽ thu hút những cái nguồn lực tới còn nếu mà bây giờ mình nhìn một cái mình nhìn vào tấm xét nhiệm màu mình nhìn nó giống như một cái tờ giấy gì đó anh chị tờ giấy có chữ tờ giấy có những dòng chữ anh chị thì nó chả có ý nghĩa gì hết mà nó cũng không có cảm xúc gì luôn thì cũng như không mình không cho đi tần số cảm xúc gì hết mình cũng không cho đi những cái suy nghĩ gì hết thì không có chuyện gì xảy ra anh chị ờ, nên là các anh chị khi nhìn vào tấm xét nhiệm màu chúng ta phải cho đi những cái suy nghĩ những cái cảm xúc anh chị ha thì thông qua cảm xúc của mình thì luật hấp dẫn mới thu hút những cái điều gì đó, tốt đẹp đến với cuộc đời của mình được còn giờ còn giờ mà mình nhìn vào tờ cái tấm xét nhìn màu mình nhìn nó như một tờ giấy thôi và mình chỉ thấy cái con số trên trên tờ giấy thôi anh chị rồi mình không cho đi cái gì hết thì sao à và một khi mà chúng ta không cho đi những cái cảm xúc tốt đẹp thì thì vũ trụ sẽ không có thu hút những cái nguồn lực tới cho mình nha anh chị nha nên là để mà chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình một cách gì à? dễ dàng thì việc của mình là gì à? là mỗi ngày ít nhất hai lần hoặc nhiều hơn khi mình nhìn vào tấm xét nhiệm màu mình phải hình dung tưởng tượng như thể là mình đã sở hữu được số tiền này rồi và khi mà các anh chị có anh chị gì à? khi mà chúng ta có cái số tiền này rồi các anh chị sẽ dùng vào cái việc gì và các anh chị cảm thấy đang rất là vui vẻ và hạnh phúc như thế nào các anh chị ăn mừng cùng với ai các anh chị phải hình dung làm sao để mình có được cái tần số rung động cảm xúc anh chị ha các anh chị phải cho đi cái tần số rung động cảm xúc điều mà và các anh chị phải nhớ rằng vũ trụ thu hút nguồn lực tới nhưng mà nếu mà tư duy của mình không có mình không có sự phát triển tư duy của mình lên thì sao ạ à? thì mình sẽ không thể nào thấy được những cái nguồn lực anh chị bởi vì sao tại vì tư duy mình tới đâu thì nguồn lực sẽ tới đó tư duy mình tới đâu thì mình chỉ thấy được nguồn lực của mình tới đó thôi nha anh chị nên là tư duy chúng ta phải gia tăng lên mỗi ngày anh chị comment giúp tố giờ à? tăng tư duy mỗi ngày hôm qua tôi có chia sẻ với các anh chị nếu mà chúng ta cứ bấu víu vào một cái niềm tin nào đó ở bên ngoài mà chúng ta không quay về bên trong của mình tập trung vào giá trị nội tại của mình thì sao anh chị cái sự thành công chắc chắn nó sẽ không bền vững à, tiền của mình nó về sẽ không bền vững anh chị nha nếu như có những anh chị là chúng ta viết đồng biết ơn với tiền chúng ta nuôi dưỡng những cái điều tốt đẹp mà ờ, chúng ta đang tập trung vào những cái điều tốt đẹp thì chắc chắn vũ trụ sẽ mang cho chúng ta những điều tốt đẹp nhưng nó chỉ tương xứng với cái giá trị nội tại của anh chị thôi ờ, tư duy anh chị đến đâu anh chị chỉ hấp dẫn được đúng cái số tiền tại đó thôi nên nếu mà chúng ta không gia tăng tư duy anh chị thì không có một cái sự thành công bền vững nào và chắc chắn là thành công của chúng ta nó cũng không có sự tăng trưởng anh chị nó cứ làn nhàn là nhàn như vậy thôi nha anh chị nha chúng ta cần phải gì ạ à? gia tăng tuya mỗi ngày phát triển bản thân mình mỗi ngày là cái việc mà chúng ta cần phải làm một tháng một năm hay suốt cuộc đời à một tháng một năm hay suốt cuộc đời anh chị ơi không phải là một ngày hai ngày một tháng hai tháng nha tại vì sao anh chị biết không một khi mà chúng ta không còn học tập nữa anh chị chúng ta không phát triển nữa thì trong vũ trụ này có một cái quy luật đó chính là cái quy luật của sự phát triển cái gì tập trung thì cái đó mở rộng cái gì vận động thì cái đó to ra và sao à và còn một cái quy luật nữa anh chị đó chính là quy luật vô thường quy luật vô thường là sao anh chị là không có cái gì tự nhiên nó sinh ra cả. Và cũng không có cái từ gì nó tự nhiên nó mất đi anh chị ha. Mà nó sẽ được chuyển hóa, liên tục từ dạng này sang dạng khác và được tiếp nối liên tục. Nên là nếu những cái thành công của mình anh chị. À ờ, mà nếu mà chúng ta không tiếp tục nuôi dưỡng thì nó sẽ theo quy luật vô thường anh chị nha. Là nó sẽ không phát triển nữa nhưng mà không có dậm chân tại chỗ đâu anh chị tại vì vũ trụ chỉ có hai trạng thái là một là phát triển và hai là lựu tàn ta không có chuyện là đứng một chỗ rồi thì chắc chắn là nó sẽ đi xuống nếu chúng ta không phát triển nó nha anh chị những cái gì mà các anh chị không phát triển nó thì nó sẽ gì giờ không nuôi dưỡng nó thì nó sẽ không phát triển nữa. nên là thành công đó anh chị để thành công nói tiếp thành công tiền của chúng ta gì ạ mỗi ngày càng gia tăng thì mình cần phải biết rằng mình cần phải phát triển mỗi ngày không có ngủ quên trên chiến thắng anh chị bởi vì chỉ cần mình ngủ quên trên chiến thắng thôi mình không có tập trung vào sự phát triển thì tự dưng mình thấy cái kết quả của mình anh chị nó không có đi lên nữa thì đây là quy luật của vũ trụ anh chị nha anh chị nha chúng ta phải liên tục nuôi dưỡng và liên tục phát triển mỗi ngày và cái điều quan trọng đó chính là gia tăng tư duy của mình giá trị nội tại của mình anh chị nha để chúng ta không bị bấu víu hay là tôi thấy một số anh chị uh, có những cái lý do mà uh, gọi là uh, bỏ cuộc cái hành trình đạt mục tiêu của mình anh chị chỉ bởi vì một cái yếu tố nào đó bên ngoài uh, thì tú hỏi các anh chị nha vì một ai đó mà mình từ bỏ ước mơ và hoài bão của mình anh chị theo anh chị có xứng đáng không ạ? nhưng bởi vì ai đó họ bảo cái này không hay người ta đánh giá người ta phán xét người ta bảo cái này không ok cái này không nhiều tiền đó cái xong tự nhiên anh chị nó ờ à, chắc nói đúng thật thấy không nhiều tiền thật cái xong anh chị từ bỏ giấc mơ hoài bảo của mình chứ nó không phải đến từ cái sâu thẳm bên trong của chúng ta mà nó đến từ một ai đó họ tác động à, anh chị biết tại sao mà Tú hay nói là những người đó yếu anh chị biết là ngày xưa um, uh, tú Tôi hơi sợ anh chị hơi sợ ma thì người nhà tôi hay nói là uh, kiểu như là những cái nào yếu bóng dí mới gặp ấy ngày xưa tôi không biết là không hiểu cái đó là gì anh chị ha sau này tôi mới hiểu rằng là yếu nghĩa là sao anh chị nghĩa là dễ bị lung lay niềm tin nó dễ bị bị người ta hù ấy dễ dễ bị người ta hù ấy người ta hù uh, nhá cái giật mình nhá cái giật mình được không ạ à? uh, chúng ta tuyệt đối là gì ạ mình là người có trí tuệ mình có đủ nên là tôi mới nói anh chị á chuyên gia thì sẽ được trả tiền còn không chuyên sẽ phải trả tiền cho chuyên gia và thế giới này anh chị là một cái thế giới mà nếu mà chúng ta không có trí tuệ chúng ta không có kiến thức chúng ta không có sự hiểu biết anh chị thì chúng ta sẽ không biết được rằng mình có một cái quyền năng đó chính là quyền năng được lựa chọn và ra quyết định và khi mà chúng ta không biết mình có cái quyền năng đó anh chị thì chúng ta sẽ bị người khác mượn mượn mình để xây dựng ước mơ cho họ hôm qua tôi có nói với các anh chị mà nếu mà chúng ta không ra quyết định ấy, thì người khác sẽ ra quyết định giùm mình họ nhờ mình chuyện này chuyện kia anh chị nha anh chị nha nên chúng ta cần phải phát triển bản thân của mình lên họ phát triển liên tục liên tục mỗi ngày gia tăng giá trị nội tại của mình lên được không ạ ví dụ như có ví dụ bây giờ vào nhóm học tập mình học đi ứng dụng các kiến thức của nhóm học tập tuyệt vời thấy thành công quá trời Thế sau mình nghĩ rằng là mình tuyệt vời rồi học hết bí kíp rồi cái sau ạ. À? bắt đầu cái cường độ vào gym bắt đầu là bớt thường xuyên hơn và khi mà mình không còn phát triển mình không còn tập trung vào sự phát triển nữa anh chị thì thành công của mình nó cũng sẽ giờ không phát triển nữa nó không phát triển nó cũng không có đứng yên anh chị anh tại vì không có trạng thái đứng yên chỉ có phát triển và lụi tàn thôi bây giờ những móng tay của mình anh chị mà sau một đêm các anh chị ngủ, ngủ ngủ dậy đi Mà nó không dài ra Tóc anh chị không dài ra Là cơ thể mình đang toàn dừng lên anh chị Nên nếu mình á thì thì thành công nó cũng giống như cái 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 cái, cái tóc với lại cái móng tay của mình anh chị thành công nó phải gì nó sẽ được chuyển tiếp từ thành từ thành công nó chuyển nó tiếp nối thành không thành công nữa nó bởi vì đâu có phát triển ra mà thành công <laughs> nên khi mà <laughs> chúng ta biết được những cái quy luật của vũ trụ anh chị thì chúng ta phải luôn luôn lựa chọn sự phát triển. Cho dù các anh chị đang rất là thành công thì mình cũng phải rất là tập trung anh chị. Tại vì anh chị biết cái khoảng khắc này nè. Cái khoảng khắc mà nhạy cảm là khoảng khắc này nè anh chị. Cái lúc mà chưa thành công ấy thì mình khao khát lắm, mình học tập chăm chỉ, mình nghiêm túc lắm. Mình làm việc gọi là gọi là gì ạ? À? Hết sức luôn. Mình làm việc gọi là nhiệt huyết. Nhưng quan trọng cái lúc nào cái lúc mà thành công nè. Cái lúc bắt đầu bắt đầu nhiều tiền lên anh chị bắt đầu có nhiều sự lựa chọn hơn cái lúc đó anh chị nhớ nha chúng ta phải giữ được cái tâm của mình hay còn gọi là sự tập trung của mình đó để mình biết rằng mình nên dành sự tập trung của mình vào cái điều gì để giúp cho mình thành công nói tiếp thành công đó chính là sự khác biệt của người thành công ấy, anh chị và người không thành công ấy. là người thành công ấy, anh chị họ luôn giữ được cái tâm của họ hướng vào cái điều họ mong muốn dành hướng cái sự tập trung của họ vào cái điều họ mong muốn nên tú hay nói đây lúc nào cũng phải định cái tâm mình được anh chị ha rồi và ngày hôm nay ta sẽ đi qua cái danh sách ngày số 18 anh chị danh sách nhiệm màu nha cái điều này thì chúng ta đã cũng đã chia sẻ Ờ, nhiều lần trong các cái um, chu kỳ live stream của tú rồi là chúng ta có ứng dụng ở đó anh chị thế giới này vốn tràn ngập những điều kỳ diệu đang chờ trí óc chúng ta đủ nhạy bén để nhìn thấy được chúng khi suy nghĩ thật kỹ thì lòng biết ơn chính là người bạn tốt nhất nó luôn ở bên bạn luôn có mặt để giúp bạn không bao giờ khiến bạn thất vọng và bạn càng tin tưởng nó càng thì bạn và bạn càng tin tưởng thì nó càng mang đến cho bạn nhiều hơn khiến cuộc sống của bạn trở nên phong phú hơn ví dụ các anh chị khi mà chúng ta đi trên một cái hành trình nào đó anh chị ha bao trong số anh chị từng giống như tú nè rất là lo sợ gì anh chị biết không hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời nhưng không biết ngày mai như thế nào tương lai sẽ ra sao không biết mấy cái chuyện mà không may mà mình hay coi trên tivi hay mình hay nghe không biết nó có đến cuộc đời mình hay không rồi không hay biết mấy cái câu chuyện mà mà kiểu như đang kinh doanh này xong rồi này kia kia nọ xong cái không còn gì hết anh chị vào trong số anh chị từng có nỗi sợ giống như thế thì comment mình số 1 đi ạ biết ngày mai đi gặp này gặp kia ông ta thì rất là tuyệt vời anh chị nha Uh, khi mà chúng ta ứng dụng phương pháp nhiệm màu uh, danh sách nhiệm màu anh chị phương pháp nhiệm màu số 18 thì khi mà các anh chị cho đi lòng biết ơn thì trên cái hành trình mình đi với anh chị khi mà tôi biết cái điều này anh chị ha tôi nổi da gà luôn là gì ạ à? là vũ trụ sẽ dọn đường sẵn hết anh chị dọn hai bên đường cho mình mời bạn mời chủ nhân đi lên thảm đỏ khi mình cho đi lòng biết ơn anh chị thì trên cái hành trình mình đi đó, vũ trụ sẽ dọn đường sẵn hết luôn dọn những cái không thuận lợi ờ, hay những cái này cái kia cái nọ mà trắng đường chúng ta anh chị vũ trụ dọn hết luôn và khiến cho cái hành trình của mình đi anh chị nó dễ dàng nó nhẹ nhàng nó dịu dàng nó duyên dáng suôn sẻ thuận lợi và chúng ta đi một cái vèo tới đích luôn nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều cái hành trình của mình đi với một người mà có lòng một người mà mà biết về lòng biết ơn anh chị và bắt đầu thực hành lòng biết ơn ấy thì cái hành trình đó đi sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều so với những cái người mà họ không biết cách sử dụng lòng biết ơn nên chúng ta là những con người nằm trong top những người um, gọi là kiệt xuất đó anh chị tại mình đang biết một cái điều mà rất nhiều người kia không biết đâu nha anh chị nha tại vì sao tại vì khi mà chúng ta sử dụng lòng biết ơn anh chị thì là mình đang cho đi cái cảm xúc gì anh chị ơi mình nên cho đi cảm xúc gì ạ? À? Những cái cảm xúc tốt đẹp. Yêu thương, biết ơn, hạnh phúc, vui vẻ. Nói chung là tốt đẹp là về phe đây hết. Về đây hết. Đầu tiên là suy nghĩ nè. Xong rồi cảm xúc và lời nói và hành động của mình toàn theo chiều hướng tốt đẹp. Đúng không ạ? À? Và luật hấp dẫn là gì ạ? À? Là cái gì giống nhau thì hút nhau. Nên khi bên trong của chúng ta anh chị ở à, bên trong chúng ta có những cái cảm xúc tốt đẹp thì cỡ nào bên ngoài cũng thu hút những điều tốt đẹp còn những cái điều mà không tốt đẹp nó không có tới được với mình đâu anh chị tại vì những cái điều tốt đẹp đó sẽ bị thu hút bởi cái người mà cho đi những cái suy nghĩ cảm xúc lời nói hành động không tốt đẹp tuyệt vời không ạ à, mình được quyền lựa chọn anh chị ha chúng ta được quyền lựa chọn không lựa mấy cái này không ngon mình không ăn mình không dùng mình không xài ai xài xài đi tôi xài cái tôi xài cái xịn sò tôi xài cái um, tốt đẹp đẹp đẽ rồi uh, xinh xắn đáng yêu dễ thương đúng không ạ? còn mấy cái này uh, hơi gai góc này kia tôi không xài đâu ai xài đi nha món này không ngon ai ăn, tôi không ăn đâu nha đúng không anh chị ơi là nó sẽ được thu hút về những cái người mà có những cái suy nghĩ cảm xúc lời nói hành động không có tốt đẹp còn những cái điều mà tốt đẹp sẽ thu hút về mình khi mà các anh chị cho đi những cái suy nghĩ cảm xúc lời nói hành động tốt đẹp đó chính là quy luật của vũ trụ đó anh chị khi bạn cho đi những suy nghĩ tốt đẹp thì chúng ta chỉ hấp dẫn những cái điều tốt đẹp thôi nên là những anh chị nào mà chúng ta hay lo chuyện này chuyện kia ngày hôm nay rất là tuyệt vời không biết ngày mai sao ngày hôm nay bán rất nhiều đơn hàng không biết ngày mai có đơn nào hay không à, đó là do ngày xưa mình chưa biết cách làm chủ tâm trí mình anh chị ạ thì mới tôi có một cộng sự anh chị Hôm nay nói chuyện Xong chị ấy bảo lúc mà tôi bảo đặt uh, danh dân số là Số tiệ, số số như đó anh chị Chị nói với tôi không Chị không thấy nguồn lực đâu hết trơn Chị không thấy đâu hết trơn Không biết là có đạt được hay không Nhưng mà chị đã ứng dụng cái danh sách nhiệm màu anh chị ha Phương pháp danh sách nhiệm màu tôi sẽ chia sẻ các anh chị bây giờ Cuối cùng chị đã đạt được anh chị một cách vi diệu một cách tuyệt vời mà gọi là khách hàng dễ tính dễ chịu dễ chiều mà mua nhanh thanh toán nhanh anh chị không có lằng nhằn là, 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 kia gọi là gọi là, cà cà hay là trả giá hay là, là free ship hay này kia đâu anh chị nói nhiều mua nhiều nha anh chị nha à, do tôi nói chị là cứ ứng dụng danh sách nhiệm màu đi chị ạ à? cứ ứng dụng danh sách nhiệm màu học rồi mà phải ứng dụng chứ à, xong rồi đặt mục tiêu cao lắm chị đặt mục tiêu Ờ, về doanh thu cao xong lúc đó nói tôi chị không thấy nguồn lực nào luôn em nhưng mà tiềm thức vũ trụ sắp xếp mang đến anh chị là bách phát bách chúng luôn anh chị nha là có hai người là hai người gọi là mua đơn hàng của chị luôn và anh chị bao trong số anh chị thấy rất là tuyệt vời Comment mình tôi vậy bao trong số anh chị muốn gì vậy? mình mà chỉ cần mình chỉ có hai khách hàng thôi nhưng mà hai khách hàng đều mua hàng đâu hay là muốn 200 hay là bắt đầu tỷ lệ gì ạ 80 20 <laughs> vô cùng tuyệt vời anh chị ha rồi xíu tôi sẽ chia sẻ anh chị nha à, đừng có là suy nghĩ là hôm nay có khách hàng mai có khách hàng ông ta đừng lo anh chị đó là ngày trước không biết cứ để tâm trí của mình là nó bị cuốn theo những cái tiểu tiết vụn vặt bởi những cái gì suy nghĩ nhỏ bởi cái con người nhiệt bởi cái tiếng nói nhỏ bên trong của mình anh chị bây giờ mình biết làm chủ tâm trí rồi nha anh chị nha mình đã biết làm chủ tâm trí của mình rồi anh chị và chúng ta biết được rằng là luật hấp dẫn luôn luôn đúng chứ không phải lúc có lúc không có một số anh chị nói em ơi ứng luật hấp dẫn làm sao lúc có lúc không lúc ứng dụng được lúc ứng dụng không được giờ tôi sẽ chia sẻ các anh chị biết tại sao ứng dụng được lúc ứng dụng được lúc ứng dụng không được nha anh chị là bởi vì những cái lúc mà anh chị nói lúc được lúc không ấy là do các anh chị không làm chủ được tâm trí của mình thôi có lúc anh chị làm chủ được tâm trí của mình rất là tốt anh chị duy trì vào những cái điều mà anh chị mong muốn bên trong tâm trí của mình các anh chị các anh chị duy trì được những cái điều anh chị muốn thông qua những suy nghĩ lời nói hành động của mình thì các anh chị ứng dụng thành công còn lúc khác các anh chị không có duy trì được cái lời nói suy nghĩ hành động của mình vào cái điều anh chị muốn cái nó ứng dụng nó không thành công các anh chị cho rằng là được hấp dẫn lúc đúng lúc không Bây giờ các anh chị cứ tưởng tượng như vậy nha. Là mình đang tìm kiếm thông tin trên Google, trên YouTube đi. Nếu mà wifi mạnh thì nó lắp đi có nhanh không anh chị ơi? Nhanh. Còn giờ wifi lúc có lúc không? Bây giờ tìm một cái gì đó hoặc xem một cái gì đó nó giật giật anh chị nó đang nhanh luôn nó cũng giống như vậy ấy, anh chị ha nó cũng giống như vậy luôn không phải là hấp dẫn lúc có lúc không đâu ạ à. mà do cái suy nghĩ của mình ấy lúc mình kiểm soát được lúc mình không kiểm soát được tâm trí của mình anh chị ha suy nghĩ của mình tâm trí của mình vậy à? lúc thì tập trung vào những điều mình muốn lúc mình thì mình sợ quá không làm được cái này không làm được cái kia đủ suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời thì cái lúc mà suy nghĩ của mình là nó mình không kiểm soát được tâm trí của mình anh chị là cái lúc này là wifi nó bị chập chờn, nó chập chờn anh chị. Cho đến khi khi mà các anh chị nha, thật sự khao khát một cái điều gì đó, các anh chị để ý nha khi mà các anh chị sự khao khát một cái điều đó, các anh chị có thấy rằng khi mà các anh chị khao khát một cái điều đó mà thật sự khao khát nha, anh chị thấy là mình đạt được có nhanh không ạ? Khao khát lắm, và tôi thấy nha anh chị nằm ở sự khao khát đều đạt được rất là nhanh anh chị ha. những cái điều mà các anh chị bắt buộc phải có trong cái cuộc đời này không có là không được ấy thì các anh chị thấy có nhanh không ạ? Anh chị biết tại sao những cái mục tiêu mà các anh chị sự khao khát nó lại đạt nhanh không? Những cái điều mà các anh chị bắt buộc phải có là bởi vì nó ám ảnh, ám ảnh mình anh chị. Mình luôn nghĩ tới nó. Tối trước khi đi ngủ mình cũng nhìn thấy mục tiêu của mình. Sáng khi thức dậy mục tiêu của mình nó cũng nằm bên trong con tim của mình anh chị lúc nào làm gì cũng nhớ tới mục tiêu của mình hết. Thì khi ngày wifi nó mạnh lắm anh chị ha. Cực kỳ mạnh luôn. Mà khi mà wifi mạnh anh chị. Thì mình sẽ giờ. Thì vũ trụ ấy sẽ mang đến cho các anh chị những rất là nhiều những cái nguồn lực tới. Và khi mà wifi của mình mạnh anh chị nha. Mình sẽ luôn tìm kiếm những cái điều mà giúp cho mình thành công rất là nhanh. Tại vì kết nối nhanh mà. Và khi mà các anh chị tìm kiếm cái gì đó thì nó sẽ mở rộng. Tìm thì sẽ gặp gõ cửa, cửa sẽ mở anh chị. Được không ạ? Và các anh chị nắm bắt rất là tốt những cái nguồn lực của vũ trụ mang tới. Giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu. Chứ còn nếu mà mình đặt ra mục tiêu anh chị mà mình không có khao khát ấy có nghĩa là trong tâm trí của mình không có nghĩ tới ấy, anh chị. Mà tối ngày mình toàn nghĩ tới những cái chuyện không đâu mà thì cho dù vũ trụ có mang tới nguồn lực trước mặt chúng ta cũng không thấy đâu giống như người vô hình gì đó tại vì mình không có muốn tìm kiếm mình không tập trung nên là vũ trụ có mang tới mình cũng không thấy anh chị nha và cuối cùng mình không hoàn thành mục tiêu và mình mình đổ lỗi mình đổ lỗi do lực hấp dẫn lúc có lúc không đổ lỗi những cái điều kiện ngoại cảnh anh chị đổ lỗi tất cả mọi người trừ mình thậm chí có đổ lỗi mình luôn mà mình đổ lỗi mình là mình đang có những cái hành động không có được tốt anh chị đang có những cái hành động mà chỉ trích mình không được ok nha nên sẽ mang cảm xúc không được tốt đẹp hơn nên các anh chị nhớ được hấp dẫn luôn luôn đúng luôn luôn tồn tại ờ, quan trọng là cái suy nghĩ của mình mình có duy trì được cái sự tập trung của mình vào cái điều mình mong muốn hay không những cái điều mà các anh chị sự khao khát ấy thì các anh chị sẽ thật sự rất là nghiêm túc luôn thì khi đó wi-fi của mình rất là nhanh thì khi đó các anh chị sẽ load những cái điều mà các anh chị mong muốn rất là lẹ anh chị nha à. giờ tôi hình dung nha Rồi tôi chia sẻ với anh chị ví dụ như vậy nè nếu mà sáng ví dụ mục tiêu tháng này của anh chị là trăm triệu đi. ngày nào các anh chị sẽ đặt câu hỏi lợi nhuận trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu, triệu làm sao trăm triệu trăm triệu mà chúng ta cứ ám ảnh nó anh chị ám cũng nhớ tới trăm triệu ăn cơm mà mặc dù biết là phải tỉnh thức ha, phải biết là gia vị nhịp màu ha, biết ơn rồi tập tập trung ha, nhưng mà vẫn cảm thấy là nó rạo rực bên trong á anh chị. Giống như cái năm mà tú uh, còn một xíu siêu siêu nữa là tú uh, lấy được chiếc xe mẹ của mình anh chị. chờ hai tháng đó nó thật với các anh chị là tú ở ngoài showroom anh chị. Ấy <laughs> ý là ý là mình ở nhà nhưng mà tâm trí mình ở ngoài showroom là hai tháng rồi. Mình đặt mục tiêu là đầu năm 2020 mình lấy xe đúng không? À, tháng 11, tháng 12 là hai tháng để mình tăng tốc về cái lợi nhuận danh số của mình đó anh chị. Để mình đủ mình lấy Thì coi như tháng 11, tháng 12 là làm việc ngoài showroom rồi. Ý là ở nhà nhưng mà tâm trí ngoài showroom. <laughs> tâm trí ở trên xe luôn anh chị. Giống như câu chuyện bây giờ nha. À, anh chị nhìn giúp tú cái tủ sách phía đằng sau tối đi ạ. À, nhìn phía đằng sau tối nha anh chị tìm giúp tú những cái món đồ màu trắng với à, những cái gì màu trắng anh chị comment mình cung chat giúp tú đi à, cái gì màu trắng à những cái gì màu trắng anh chị à? áo tú màu trắng nè trời đất ơi một cục <laughs> màu trắng một cái gọi là màu trắng là tao đùng ở đây không thấy rồi gì nữa à? ừ cái con cái con linh vật world cup nè anh chị màu trắng cái bóng world cup của màu trắng này Bóng hoa nè rồi nhìn kỹ màu trắng nha rồi nhìn kỹ cái tủ sách và cái view đằng sau của tú nha anh chị nha rồi nhắm mắt lại đi ạ à. ngọc ta nhắm mắt lại anh chị nha nhắm mắt lại nha nhắm mắt lại xong rồi xong rồi cảm ơn tất cả anh chị rồi giờ nhắm mắt lại không comment nữa ạ à. rồi nhắm mắt lại đi còn bây giờ các anh chị hình dung trong tâm trí của mình Cái tủ sách của Tú trong tâm trí anh chị nha Cái view, nguyên cái view mà anh chị nhìn thấy phía trước mặt mà trong tâm trí của mình ấy. Không có minh nữa à Nhắm mắt lại Rồi, hãy hình dung uh, Toàn cảnh view nãy anh chị thấy trong màn hình đi ạ à. Tôi sẽ nhờ các anh chị kiếm nha Kiếm giúp Tú Những cái đồ vật mà nãy anh chị thấy Mà nó màu đỏ vậy ạ à. Nhắm mắt lại nha. Không mở mắt. Rồi bây giờ anh chị mở mắt đi à? Rồi trả lời giúp tú đi. Trong tâm trí có thấy không? Hay chị thấy toàn màu trắng không? Không thấy luôn. Lo nãy lo kiếm màu trắng là giờ thì thấy mỗi thấy mỗi thanh tú màu trắng. Rồi. <laughs> Đúng không ạ? À? Tuyệt vời anh chị. Anh chị thấy sức mạnh của sự tập trung chưa? Ừ. Uhm nhưng một khi mà các anh chị tập trung ha anh chị khao khát tập anh chị khao khát anh chị thật sự khao khát ấy anh chị thật sự nghiêm túc nha luôn tập trung vào những cái điều anh chị muốn ấy à, thì sao ạ à? và các anh chị cho đi những cái cảm xúc những cái tần số rất là mạnh mình khao khát ấy đúng không ạ à? mình khao khát anh chị thì khi đó vũ trụ sẽ hợp lực giúp cho anh chị giống như wifi kết nối nhanh ấy, là các anh chị search là ra ngay anh chị tìm kiếm cái điều anh chị muốn là coi như là rất là nhanh là bấm nó, rồi search ra enter là nó ra anh chị được không ạ nên các anh chị phải biết sử dụng cái sức mạnh của sự tập trung vào cái điều mình muốn anh chị nên là những cái gì mà anh chị khao khát mà bắt buộc là cuộc đời anh chị phải có thì thường anh chị đạt rất là nhanh thì các anh chị hãy đưa cái mục tiêu 30 ngày của mình vào là cái mục tiêu là gì à, bắt buộc mình phải có bắt buộc phải đạt được bởi vì sao 30 ngày em quyết định kết quả kinh doanh của mình đó anh chị quyết định là tháng này là mình uh, ăn cơm uống nước đi ngủ sao này và mục tiêu 30 ngày đó anh chị ha mục tiêu 30 ngày sao anh chị nó sẽ quyết định gì ạ sẽ quyết định mục tiêu 6 tháng mục tiêu một năm của các anh chị đó 3, 6 cái mục tiêu 30 ngày sẽ tạo nên cái mục tiêu 6 tháng. Và 12 cái mục tiêu 30 ngày sẽ tạo nên cái mục tiêu 1 năm. Nên nếu mà chúng ta không hoàn thành mục tiêu 30 ngày ấy, anh chị, thì chúng ta sẽ trượt dài với những mục tiêu 6 tháng, mục tiêu 1 năm. Bao trong số anh chị hiểu comment số 1 đi ạ. Nha anh chị nha. Nên hãy luôn tập trung vào điều mình muốn. Với một cái khát khao cháy bỏng là bắt buộc mình phải có nó Nó là cái điều cực kỳ quan trọng anh chị Giống như có một cái câu chuyện anh chị Một cái cậu học trò hỏi người thầy Thành công là gì Như thế nào là thành công Cái Người thầy nói đi theo ta Hỏi đi đầu bỏ ra hồ Hồ nước anh chị à, Xong rồi người thầy bỏ Lại đây đứng, đứng ở đây Ông nhấn nước xuống anh chị ha nhấn nước mà còn học trò đứng uh, dãy dụa liên tục một hồi xong rồi mới cho ngóc lên thế còn học trò hỏi là thầy làm sao vậy sao thầy làm thế thì uh, ông thầy ông mới hỏi câu là uh, thế theo lúc mà ta nhấn nước con như thế thì con muốn gì cái cậu học trò mới trả lời con muốn được thở ừ. thì người thầy mới nói rằng là gì ạ à? khi nào con khao khát thành công giống như việc con được thở thì con thành công Nha anh chị nha thì thứ khi tú nghe câu chuyện đó năm 2019 anh chị là tú mới hiểu rằng là trước giờ mình chưa khao khát thành công đến mức như như là được thở anh chị nên đó là về vì sao mà mình chưa có sự thành công nào trên cái hành trình mình đi hết và khi mà tú nghe được câu chuyện đó anh chị tôi bắt đầu nghiêm túc và xem thành công giống như hơi thở của mình à, giống như hơi thở của mình đó anh chị à và thở thì có anh chị có ngừng cái giây phút nào anh chị ngừng thở không ngừng khoảng phút là thấy không ngừng khoảng mấy mấy chục giây là thấy gì thấy xanh mặt rồi anh chị nha thì thành công giống như thế ấy. thành công giống như thế và và cái hơi thở đi đến với cái với các anh chị trong cuộc đời này mà đúng không ạ có ai muốn uh, tạm biệt hơi tạm biệt hơi thở của mình sớm không anh chị ơi chắc không à chắc không ai có yêu cầu nhu cầu tạm biệt hơi thở của mình uh, chúng ta tạm thời xa nhau một ngày ha có anh chị ơi có ai muốn uh, xa hơi thở mình một ngày không ạ à? <laughs> kiểu như chắc xa luôn chứ xa gì ngày thì giống như vậy anh chị khi nào mà anh chị xem cái việc mà thành công ấy nó giống như vậy nó giống như hơi thở của các anh chị là từng giây từng phút là phải bên nhau từng giây từng phút phải nghĩ về nhau á khi đó các anh chị thành công còn giờ mà chưa thành công mà đang đang chưa xem thành công như hơi thở anh chị nha anh chị nha được không ạ à? rồi và mỗi ngày tác giả có chia sẻ anh chị Mỗi ngày đều có một cái vấn đề nhỏ nhặt xuất hiện trong cuộc sống Và chúng ta cần giải quyết Đôi khi chúng ta cảm thấy choáng ngợp nếu không biết cách giải quyết chúng Có thể vấn đề của chúng ta, của bạn là không có đủ thời gian để làm những cái việc cần thiết Hay là bạn cảm thấy mình bỏ nhiều bỏ, bỏ lỡ nhiều thứ trong một ngày Bởi vì một ngày hôm nay chỉ có 24 giờ Có thể bạn cảm thấy choáng ngợp bởi khó lượng công việc và bạn muốn có nhiều thời gian rảnh hơn nhưng không thể tìm ra khoảng thời gian nhàn rỗi có thể bạn làm công việc nội trợ và chăm sóc lũ trẻ bạn cảm thấy mệt mỏi hay kiệt sức nhưng lại không thể tìm được giải pháp nào để có thời gian nghỉ ngơi bạn có thể đối mặt với một vấn đề cần giải quyết nhưng lại không biết làm cách nào bạn có thể dành mất bạn có thể đánh mất thứ gì đó và dù đã rất cố gắng tìm tìm kiếm nhưng vẫn không thấy hoặc bạn có thể muốn tìm thứ gì đó chẳng hạn như tìm thú nuôi bảo mẫu tiệm cắt tóc nha sĩ hay bác sĩ thật tốt và dù cho có hết sức nhưng bạn vẫn không tìm ra bạn có thể ở trong một cái tình huống khó chịu vì đòi hỏi người khác nhưng bạn không biết nên trả lời họ như thế nào cho hợp lý hoặc bạn có tranh cãi với một ai đó nhưng vấn đề ấy không được giải quyết mà ngày ngày càng trở nên tồi tệ hơn nói chung anh chị Ờ, tác giả đưa chúng ta những cái ví dụ là trong một ngày đôi khi sẽ có rất là nhiều những cái việc mà chúng ta cảm thấy không được hài lòng thì thay vì khi mình gặp những cái điều mà không được thuận lợi anh chị ha mình không biết cách giải quyết ấy mình không có được vui nó ảnh hưởng tới cái tâm trạng của mình cả ngày hôm đó luôn cứ mình cứ suy nghĩ cái chuyện đó trong đầu của anh chị suy nghĩ hoài và nó làm cho cảm xúc của mình không được tốt mà một khi cảm xúc của mình không được tốt anh chị thì mình sẽ không có năng lượng làm gì hết và thậm chí là vũ trụ mang tới nguồn lực cho mình luôn nhưng bởi vì mình không có năng lượng để mình làm việc anh chị, à, nên bởi vì sao bởi vì mình không vui không vui thì không có năng lượng không có năng lượng thì không có làm không muốn làm gì hết thậm chí là uh, gọi là mọi thứ sắp xếp rồi cho sẵn là ra mà làm thôi là có kết quả luôn mà cũng không làm bởi vì sao không được vui không năng lượng cái không làm cái không làm thì không có tiền năng lượng thì bằng ngân lượng mà Vậy thì mình cần phải làm chủ những cái suy nghĩ của mình anh chị nha. Có thể là những người xung quanh đó anh chị. Họ mang đến cho các anh chị những cái điều gì đó. Các anh chị không vui. Nhưng mà các anh chị phải nhớ. Mình phải làm chủ tâm trí của mình. Và nếu mà các anh chị chưa biết cách xử lý như thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ ứng dụng theo cái danh sách nhiệm màu anh chị nha. Phương pháp danh sách nhiệm màu này sẽ giúp cho bạn giải quyết được tất cả những vấn đề nhỏ nhặt phát sinh hàng ngày mà bạn mà bình thường bạn không biết cách giải quyết hoặc nó đơn giản là thực hiện giúp bạn việc gì đó bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả đấy khi kết hợp được sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn với quy luật hấp dẫn thì những con người tình huống và sự kiện sẽ tự động thay đổi để thực hiện điều bạn mong muốn điều bạn cần phải làm là thể hiện lòng biết ơn với điều mình muốn ngay vào lúc này càng nhiều càng tốt như thể bạn đã có được rồi và phép màu sẽ xuất hiện Tuyệt vời anh chị nha cái phương pháp này nè hôm nay hãy viết ra danh sách ít nhất hôm nay hãy viết ra danh sách những điều bạn cần làm gồm những điều quan trọng nhất bạn muốn thực hiện hay giải quyết và đặt tên cho danh sách ấy là danh sách nhiệm màu có nghĩa là gồm những cái việc quan trọng mà các anh chị muốn thực hiện ha hay là muốn giải quyết ờ, chúng ta giờ chưa biết cách xử lý nó ví dụ những cái thông tin những cái công việc những cái sự việc hay cái điều gì đó đến và giờ làm cho các anh chị không được thoải mái điều mà thì các anh chị ghi, ghi ra một cái danh sách nha anh chị và bạn có thể viết vào đó những việc bạn không có thời gian để làm hoặc không muốn làm kèm theo các vấn đề hiện tại từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày để việc đến việc lớn đến đến việc lớn hơn khi làm xong danh sách hãy chọn ra 3 việc ba việc anh chị nha để tập trung trong ngày hôm nay lần lượt từng điều một hãy tưởng tượng rằng mọi việc đều đã được thực hiện giúp cho bạn. Hãy tưởng tượng rằng tất cả những con người, tình huống và sự kiện đều thay đổi để thực hiện việc đó giúp bạn. Và giờ đây nó đã được giải quyết. Các anh chị làm, nếu mà các anh chị chúng ta làm được cái phương pháp này, anh chị ứng dụng được phương pháp này nha. Thì các anh chị sẽ giữ được cho mình cái nguồn wifi ấy. rất là mạnh nha anh chị, cực kỳ mạnh từ sáng tới tối luôn. Các anh chị biết tại sao cái nguồn wifi của mình nó không mạnh không ạ? À? Nó lúc lên lúc xuống anh chị. Ví dụ đi à, Mình đang uh, yêu thương, đang biết ơn Cái tự dưng có ai đó vô hồ quạt mình cái Cái mình thấy là mình không biết ơn, yêu thương nổi rồi đó Wi-Fi đang mạnh tự nhiên Wi-Fi chập chờn chập chờn luôn anh chị Và Wi-Fi này chập chờn theo cảm xúc của mình đó Và thay vì ngày xưa ấy Là mình giờ à, mình, mình thường sao anh chị sẽ sẽ gọi là bị xa lầy vào những cái cảm xúc không vui ở khi mà mình gặp cái chuyện đó mình sẽ không vui anh chị. thì bây giờ mình sẽ sử dụng danh sách nhiệm màu mình sẽ hình dung tưởng tượng ra cái kết quả mình muốn, nha anh chị nha. và bản thân của tú anh chị cũng ứng dụng cái điều này vào trong cái hành trình của mình rất là nhiều, à, nên là bản thân của tú có được những cái kết quả thành công rất là nhanh anh chị. À, các anh chị biết rằng là gì? ạ à? người thành công và người không thành công chỉ khác nhau ở một chỗ thôi. đó chính là người thành công ấy thì họ làm chủ được tâm trí của họ họ làm chủ được tâm trí của họ và làm chủ được cảm xúc của họ cực kỳ tốt anh chị ha luôn hướng tới những cái điều mà họ mong muốn vì thế nó sẽ giúp cho họ có năng lượng để họ tiến lên phía trước cho dù bất kể có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước <laughs> bởi vì sao anh chị bởi vì bởi vì họ luôn làm chủ được tâm trí và cảm xúc của họ Hướng về những điều họ mong muốn Còn đối với những người thành công không thành công anh chị Thì họ rất là dễ bị cuốn vào những cái tiểu tiết vụn vặt Họ bị những cái sự việc trong ngày anh chị Nó lấy mất đi cái sự tập trung của họ Bởi vì khi họ cuốn vào vấn đề rồi anh chị Thì cái gì tập trung cái đó mở rộng Khi họ càng cuốn vào vấn đề thì vấn đề ngày càng mở rộng và khi mà gì anh chị khi mình cứ nghĩ đâu ấy một xôi có bao trong số anh chị từng nghĩ giống như tú nè và tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều nghĩ như thế anh chị là mình nghĩ rằng là khi mình tập trung mình giải quyết vấn đề thì vấn đề nó sẽ hết đâu ạ à? mình hay nói như vậy nè không phải giải quyết bằng được không giải quyết không an tâm không thể nào làm được những việc tiếp theo ai từng nghĩ như thế cho mình tôi vậy đúng từng nghĩ thế anh chị mọi thứ bắt đầu là đứng lại hết <laughs> đứng lại hết nha quay lại giải quyết cái vấn đề cho xong mới đi tiếp còn không là không ai chụp đi hết ừ. Rồi tôi nói với anh chị nghe nha trên hành trình của mình đi á mà mình dừng lại mình giải quyết vấn đề nha thì giờ tôi hỏi các anh chị hành trình của anh chị ai đi giờ ai đi giùm không tại vì nếu mà không ai đi thì chắc chắn không tới anh chị nó không tới mục tiêu của mình giờ cứ đứng nó tập trung giải quyết vấn đề xong không cái hành trình của mình thì cô bất cù bơ không ai đi hết nên là nếu mà các anh chị dừng lại ha các anh chị tập trung vào vấn đề thì hành trình của mình nó sẽ bị gian dở bởi vì mình đi xong mình cứ dừng lại mình giải quyết xong mình đi mình dừng là mình mình giải quyết ấy. nên mình đi đến cái hành trình của mình nó đi lâu nó không được nhanh được không ạ và có một số anh chị là khi mà như thế anh chị mình mình dừng là mình giải quyết vấn đề ấy. cái xong mình bị cuốn vào mình cuốn vào ngày hai ngày giải quyết không được cái mình không vui cái xong thành tuần hai tuần cái xong thành tháng hai tháng thậm chí có nhiều anh chị là bị bị vướng vào trong những cái đó anh chị cả năm trời thậm chí mấy năm trời luôn không mà ngăn được gì hết trơn ấy. vừa mất thời gian vừa không có năng lượng còn người thành công anh chị họ làm chủ được tâm trí của họ họ làm chủ được cảm xúc của họ cực kỳ tốt họ luôn tập trung vào cái điều họ muốn nha anh chị nha nên là khi mà có một cái sự việc đó xảy ra anh chị không được như ý mình muốn không được thuận lợi thì họ luôn cái câu cửa miệng của họ như vậy nha anh chị không sao cả rồi mình cũng sẽ đạt được mục tiêu của mình thôi điều này đến giúp cho mình thành công hơn và họ luôn tin rằng như thế anh chị họ luôn tin rằng cho dù như thế nào chăng nữa cho dù ra sao thì họ vẫn luôn đạt được cái mục tiêu của họ chính vì họ luôn đón nhận mọi thứ với cái tâm thế là không sao cả mọi thứ đến giúp cho tôi thành công hơn không sao cả điều ấy đến giúp tôi đạt được mục tiêu nhanh hơn và chính vì cái tâm thế này anh chị họ khi khi mà họ nói như thế anh chị là họ đang ra quyết định đó và khi mà họ ra quyết định như thế nào thì cuộc đời của họ sẽ diễn ra y chang như vậy được không ạ nếu mình tin rằng quy luật của cuộc sống anh chị là quy luật của niềm tin mà bạn tin sao thì cuộc đời của bạn sẽ gì à đi theo cách bạn tin nếu mình tin rằng điền là đến giúp cho mình thành công hơn Điều này đến giúp cho mình có những bài học và giúp cho mình đạt mục tiêu của mình nhanh hơn. Thì vũ trụ sẽ sắp xếp mọi thứ diễn ra y chang như vậy. Nhưng nếu bạn tin rằng điều này đến, điều này đến là coi như xong rồi, xong mình rồi, khỏi đạt mục tiêu luôn, là nó cũng sẽ đúng như vậy anh chị nha. Và niềm tin ấy, thì nó không có đúng, không có sai. À. Quan trọng là nó tạo ra lợi ích hay là không lợi ích mà thôi. Và quan trọng là các anh chị tin vào cái điều gì để giúp cho mình đạt được kết quả. Tại à, mình tin cái gì thì mình sẽ được, mình sẽ có cái đó mà. Nha anh chị nha, nên vũ trụ cực kỳ hay luôn. Mình tin cái gì thì vũ trụ sẽ tạo mọi điều kiện thu hút mọi con người, à, mọi nguồn lực đến giúp cho các anh chị. Phải thấy rằng cái niềm tin của các anh chị đã từng tin nó là đúng. Tầm thức của mình nó có một cái cơ chế, uh, tiềm thức của mình bảo vệ, bảo vệ chủ nhân đó anh chị. Nếu anh chị tin cái gì thì điều đó cho dù là sai thì nó vẫn làm mọi cách để anh chị có đầy đủ dữ liệu và điều kiện gọi là mọi sự vật sự việc xung quanh ấy chứng minh điều điều mà anh chị tin là đúng cho dù cả thế giới cho là sai đúng không ạ ừ? giống như các anh chị nào chúng ta biết uh, um, về lịch sử của người do thái là một dân tộc là rất là thông minh nhưng mà <laughs> không được uh, ấy cho lắm đúng không ạ là bị đuổi cùng giết tận anh chị mọi người trên thế giới đều cho rằng là gì ạ à? à, cái người mà đuổi cùng giết tận người do Thái là làm không đúng nhưng mà nhưng mà sao ạ à? cái người đó họ lại tin là họ làm đúng họ họ lại tin rằng là họ làm như vậy là họ ạ à? họ tạo phước lành gì đấy à, nên là họ ở à? đuổi cùng giết tận đó anh chị nên là tiềm thức của mình đó anh chị ha khi mà các anh chị tin cái điều đó là đúng thì nó sẽ làm mọi cách để cho cái niềm tin anh chị là đúng Cho dù cả thế giới nói anh chị làm à, Đó không đúng đâu ừ. Thế nên là khi tú nghe xem về Lịch sử người Thái anh chị Mới thấy rằng là niềm tin à, cũng, Khi mà nói với các anh chị thì tự dưng là nhớ tới câu chuyện đó thôi. Mọi người bảo là làm gì đó là Không được tốt Là ác này kia nhưng mà Người đó vẫn tin là đúng <laughs> Họ cho rằng là họ làm gì đó là làm điều thiện anh chị ạ Ừ. nên anh chị mình có quyền lựa chọn anh chị nha, mình có quyền lựa chọn, mình phải cẩn trọng trong mọi cái suy nghĩ của mình, trong mọi cái quyết định của mình anh chị. Tại vì cái gì có bên trong đầu của mình ấy thì nó đều có thể trở thành sự thật. Nên là hãy chọn những cái điều gì đến với cuộc đời, đến với mình ấy những cái điều gì đến với mình nha, mà giúp cho mình có được cái cuộc sống, có được cái cuộc đời, có một cái tương lai như mình mong muốn anh chị. Đúng không ạ? Còn nếu mà mình Ờ, nghĩ rằng là thôi tiêu rồi cái này đến sao mà làm được là đúng như trang như vậy luôn khi mà mình ra quyết định như vậy anh chị ngay lập tức nha cái cơ thể của mình nó hay lắm nó sẽ sản sinh ra cái hóc môn làm cho các anh chị không có năng lượng và khi các anh chị không có năng lượng thì anh chị sẽ không có hành động hoặc là mình cũng có hành động nhưng mà bởi vì mình không có tin nên là mình sẽ hành động theo kiểu 50-50. Và nếu 50-50 thì không có thành công đâu ạ. Ở khi mình hoặc là mình hành động anh chị mà mình không có niềm tin ấy thì mình có hành động nhưng hành động của mình rất là nhỏ mà hành động nhỏ không mạnh mẽ là sao mà, mà mà thành công được mà khi mà chúng ta hành động một cách mạnh mẽ anh chị nha là khi đó chúng ta có niềm tin 100% mới hành động mạnh mẽ được và khi chúng ta hành động mạnh mẽ anh chị chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu của mình nha anh chị nên cái điều này đó là uh, tất cả chúng ta cần phải rèn luyện anh chị và chúng ta rèn cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta gì khi mà có bất kỳ cái sự việc gì xảy ra khiến cho các khiến cho cái cảm xúc của chúng ta không được vui thì ngay lập tức hãy nhắm mắt lại nhắm mắt lại anh chị ha à, và ra quyết định là cái điều anh chị muốn và hãy hình dung cái kết quả mà các anh chị mong muốn là gì ví dụ khi mà chúng ta anh chị ví dụ trong ngày hôm nay đi tự nhiên có một cái thông tin nào đó đến với mình mà mình cảm thấy không hài lòng thì cái việc của mình làm bây giờ đơn giản là nhắm mắt lại và sau đó thì thở thật là sâu và thở ra đúng không ạ và sau đó các anh chị hình dung tưởng tượng mọi thứ đã được diễn ra đúng như anh chị mong muốn các anh chị có được cái kết quả như các anh chị mong muốn trong cái sự việc đó mình vui vẻ mình hạnh phúc mình bình an trong tâm trí như thế nào vui vẻ hạnh phúc như mọi việc đã diễn ra rồi anh chị ha mọi việc được sắp xếp trong một trật tự linh thiêng và mình đã đạt được kết quả mình mong muốn rồi giống như trong quyển sách sẽ bằng thức anh chị có chỉ những cái uh, uh, những cái ví dụ câu chuyện là ngồi trên ghế bàn nè Xong mà nhắm mắt lại hình dung tưởng tượng nè liên tục nè là nói câu gì à? phép màu đã xảy ra thì cuối cùng là đau mắt uh, uh, cuối cùng là đi uh, khám mắt là khỏe lên anh chị rồi mọi thứ được sắp xếp trong trật tự linh thiên thì cuối cùng mà cái cái vụ kiện đó cũng được hòa giải ừ. và khi mà chúng ta làm cái điều này anh chị nha thì thứ nhất ấy khi mà chúng ta gặp một cái sự việc mà chúng ta không có muốn ấy và một cái thông tin mà chúng ta cảm thấy là không hài lòng ấy thì chúng ta bắt đầu dẹp bình tĩnh lại và nhắm mắt lại hình dung tưởng tượng và sống như thể là mình đã đã đạt được uh, cái kết quả đó rồi cái kết quả mình mong muốn rồi anh chị tập trung vào cái điều mình muốn và hình dung tưởng tượng về kết quả mình mong muốn và sống như thể đạt được rồi thì khi đó mình vui sao hạnh phúc ra sao bình an như thế nào ấy thì khi mình làm cái hành động như thế anh chị thì thứ nhất là mình sẽ bắt đầu thay đổi được cái tần số cảm xúc của mình mình luôn luôn giữ được cái tần số cảm xúc của mình trong việc tình yêu thương và lòng biết ơn và thông qua luật hấp dẫn anh chị sẽ thu hút đến cho mình những cái điều tốt đẹp và cái lợi ích thứ hai khi mà chúng ta có cái hành động như thế là các anh chị đang nhờ tiềm thức và luật hấp dẫn làm giúp mình cái việc đó. Và các anh chị sẽ thấy rằng cái việc đó sẽ được sắp xếp trong một trực tự linh thiêng Chứ mà mình mà thấy cái điều đó nó không thuận lợi nó đến với mình đi. Mà nếu mà suy nghĩ bên trong tâm trí mình là gì ạ? Không biết xử lý gì sao ta, rồi làm sao ta, căng thẳng quá ta. Toàn nghĩ tới cái chiều hướng không tích cực không ạ anh chị? Toàn nghĩ tới cái kết quả không được tốt không à. khi đó chúng ta đang tập trung vào những cái điều gì à? mình cứ tập trung vào cái kết quả không tốt cái chiều hướng không được tích cực ừ. đúng không à. à thì cái kết quả sao anh chị nó lại càng mở mở rộng thôi tại vì khi mà mình tập trung vào cái điều đó là mình đang tập trung tìm, tìm kiếm câu trả lời mình đang tập trung vào gì à? tìm cách nào làm cách nào ra sao à, cứ là mình tìm giải pháp anh chị mình tìm giải pháp và khi mình đang tìm giải pháp thì nghĩa là mình mình đang tập trung vào vấn đề. Và khi mình tập trung vào vấn đề thì vấn đề ngày càng mở rộng. Mình không nên làm như vậy anh chị nha. Không nên là có một sự việc đến không thuận lợi, không theo ý mình. Cái mình cứ suy nghĩ bên trong mà không làm được rồi làm cách nào rồi làm sao, cứ đi tìm giải pháp hoài. Và khi đi tìm giải pháp thì vấn đề ngày càng mở rộng. Và vấn đề ngày càng mở rộng thì sao? Thì tiếp tục giải quyết. Giải quyết xong rồi càng mở rộng, mở rộng xong giải quyết, mở, giải quyết xong mở rộng nên chúng ta không nên làm như vậy anh chị. Nếu mà chúng ta gặp cái điều đó mà không thuận lợi trong cuộc sống ấy thì cái việc đơn giản anh chị. À, cái việc đơn giản anh chị ha là chúng ta hãy giờ hỏi chính mình. Hỏi chính mình rằng cái điều mà tôi mong muốn trong cái việc này là cái gì? Cái điều mà tôi mong muốn trong cái việc này là cái gì? Và sau khi biết được cái điều mình mong muốn rồi mình hãy gửi gắm cái điều mình mong muốn anh chị vào trong tiềm thức đi ạ. bằng cách hình dung tưởng tượng cộng với sống như thể mình đã đạt được cái mục tiêu của mình rồi. Để mình cho đi cái tần số cảm xúc khi mình đạt được cái mục tiêu. Và khi mà các anh chị cho đi cái cái, cái uh, suy nghĩ cảm xúc rằng mọi việc đã được sắp xếp trong trật tự linh thiêng rồi. Và khi mà mình cho đi ra ngoài vũ trụ anh chị Những cái suy nghĩ Và những cái cảm xúc đó Thì thông qua lực hấp dẫn vũ trụ sẽ giật Thu hút đến cho các anh chị những cái điều Tương xứng với những gì anh chị cho đi Và Thể hiện Cái kết quả ra ngoài thực tế Tự động cái công việc của mình Sẽ được xử lý cho một trật tự linh thiêng anh chị Và mình vẫn tiếp tục tập trung vào cái hành trình Mình tiến nhập phía trước và vẫn và vẫn xử lý giải quyết được cái cái việc kia Nha anh chị nha à, và cái sự việc mà hồi nãy mình vừa hình dung ấy thì vẫn được vũ trụ giúp đỡ mình vừa đạt được mục tiêu mà cái sự việc đó mình cũng được giải quyết xong luôn nên thay vì ngày xưa anh chị mình bỏ cái hành trình của mình rồi mình quay sang mình xử lý công việc thì bây giờ mình mình đừng có bỏ cái hành trình của mình anh chị nha mà bây giờ có tiềm thức hỗ trợ rồi hãy hình dung tưởng tượng cái kết quả mà các anh chị mong muốn sau đó vẫn tập trung vào cái mục tiêu của mình, coi như nó đã xong rồi, vẫn tập trung vào cái mục tiêu của mình và tiến lên phía trước, được không ạ? À? Hãy nhớ rằng, hãy nhớ rằng quy luật hấp dẫn anh chị nha, cái gì giống nhau sẽ hút nhau, điều ấy có nghĩa là khi bạn cảm thấy biết ơn như thể vấn đề đã được giải quyết thì bạn sẽ thu hút mọi thứ cần thiết đến cuộc sống của mình để thực sự giải quyết vấn đề ấy tập trung vào vấn đề sẽ chỉ thu hút thêm vấn đề mà thôi thể hiện sự biết ơn vì bạn đã có được giải pháp vì vấn đề được giải quyết và khi ấy bạn sẽ thu hút được giải pháp ừ. à, thu hút được cái 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 cách để làm anh chị cái gọi là vũ trụ sắp xếp trong một trật tự linh thiêng ha À, giống như tác giả đây có chia sẻ một cái ví dụ anh chị à, đó chính là con gái của tác giả mà mất cái ví nhưng mà à, mặc dù rất là khó khăn à, dường như là không thể giải quyết được tại vì cái ví là không có cái thông tin gì hết trơn không có cái thông tin gì mà xác suất mà có thể kiếm được anh chị ha gọi là trong ví thì có những cái đồ quý giá à, nhưng mà bây giờ là không có một cái thông tin gì hết ấy nên là không có thể nào mà hy vọng rằng hay lấy được cái ví nhưng mà uh, con gái của tác giả anh chị đã ngồi xuống và nhắm mắt lại và hình dung ra chiếc ví ở trong tâm trí hình dung rằng là mình đã cầm chiếc ví trên tay mình mở ra và kiểm tra lại tất cả những món đồ trong ví và cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã tìm được thấy dục ví và mọi món đồ trong đó cũng vẫn còn nguyên vậy và suốt ngày hôm đó bất cứ lúc nào mà nghĩ tới cái ví thì thay vì nghĩ tới cảm giác là gì là, rồi xong rồi thôi rồi hu hu và bắt đầu làm mà giấy tờ ha bắt đầu có chị hứa gì vậy? làm giấy tờ đã lâu rồi mà giờ mất ví nữa bây giờ cần tới giấy tờ làm sao đây bắt đầu than anh chị thì không mỗi lần mà bắt đầu tâm trí nó nghĩ tới cái ví thì cô ấy là bắt đầu nhớ tới giờ ờ, con gái của tác giả anh chị Đã bắt đầu tưởng tượng về cảnh mình đang cầm cái ví trên tay và thể hiện lòng biết ơn to lớn vì chiếc ví đã quay trở lại với mình và cuối cùng anh chị đã có được chiếc ví đã tìm lại được chiếc ví anh chị nha mà đây nha anh chị đọc cái câu chuyện hồi nãy doanh um, uh, nhân Miss Phương Linh có đọc cho chúng ta nghe đấy là được liên hệ từ một cái người mà gọi là không nghĩ rằng là có thể kiếm ra được anh chị nha uh, tuyệt vời không ạ? Nên là gì anh chị? Uh, chúng ta gì ạ? Hãy tập trung vào cái kết quả mình mong muốn. Hỏi hỏi rằng uh, khi mà cái sự việc này đến thì cái kết quả cái điều mà các anh chị mong muốn ở đây là gì? và sau đó nếu đã biết được cái kết quả mình mong muốn rồi hãy nhắm mắt lại đi hình dung tổng tượng cái kết quả và sống như thể đạt được rồi và hãy biết ơn khi kết quả đã được hoàn thành khi đã đạt được rồi nha anh chị nha và chúng ta anh chị hãy lựa chọn cho mình cái ngôi nhà cảm xúc của mình ấy hãy lựa chọn là trong cái ngôi nhà cảm xúc của mình anh chị là cái sự vui vẻ là cái sự hạnh phúc yêu thương và biết ơn các anh chị có quyền lựa chọn anh chị nha là ngôi nhà cảm xúc của mình là ngôi nhà có những cái điều gì và anh chị nhớ nha để mà có được những cái cảm xúc này ấy, thì các anh chị cần phải rèn luyện đúng không ạ rèn luyện anh chị bằng cách nào đấy à, đôi khi ấy, anh chị hàng ngày ấy, có những cái sự việc không hài lòng ở tới với mình thì theo thói quen mình sẽ có những cảm xúc không được tích cực thì lúc đó các anh chị cần phải ứng dụng ngay danh sách nhiệm màu lấy sách này ra và hãy nói với tiềm thức của mình Cái điều mà các anh chị mong muốn nhận được Cái kết quả mà các anh chị mong muốn nhận được là cái gì Để tiềm thức của mình làm việc anh chị nha Hãy tin tưởng tiềm thức của mình đi ạ Hãy nói với tiềm thức của mình Đây là cái kết quả mà tôi muốn Và chúng ta gì ạ? Khi mà chúng ta nói đây là cái kết quả mà chúng ta muốn ấy. Và chúng ta hình dung và chúng ta sống như thế đạt được rồi anh chị để chúng ta xoay chuyển cảm xúc của mình thay vì mình hoang mang mình sẽ chuyển sang yêu thương và biết ơn và chỉ có tình yêu thương và lòng biết ơn anh chị mới có thể thu hút những cái điều tốt đẹp những cái sự kiện tốt đẹp đến với cuộc đời của mình thôi nha anh chị nha nên chúng ta hãy tiếp tục vẫn đi trên cái hành trình của mình ví dụ như thay vì anh chị thay vì nếu mà ngày trước mình không biết sử dụng lòng biết ơn ấy, thì mỗi lần nghĩ tới chiếc ví đúng không ạ nếu mà cái cô gái đó anh chị Uh, cái con gái con cái cô mà con gái của tác giả nếu mà không biết sự mà biết ơn nha thì thường khi mình nghĩ tới cái ví cái cảm xúc đầu tiên là gì không được vui chiếc ví thì khi đó chiếc ví về sau anh chị cứ không vui thì càng bị cuốn vào những cái cảm xúc không vui thì chiếc ví là ngày càng đi xa nhưng nếu như mà dạ uh, mình làm chủ được cái cảm xúc của mình mình phải thấy được hình ảnh chiếc ví nằm trong tay của mình rất là vui vẻ rất là hạnh phúc rất là biết ơn thì những cảm xúc tốt đẹp đó sẽ thu hút chiếc ví về cho mình và cuối cùng là đã là được chiếc ví gì đó anh chị nên cái ngôi nhà cảm xúc của mình phải nuôi dưỡng nha lòng biết ơn và tình yêu thương à, và gì ạ? Dạ, những cảm xúc tốt đẹp về những cái điều mà các anh chị muốn Đúng không ạ và chính những cảm xúc tốt đẹp đó sẽ giúp các anh chị thu hút về những cái điều mà các anh chị muốn ấy. cái kết quả mà các anh chị muốn và tôi cũng luôn luôn ứng dụng cái điều này vào trong công việc kinh doanh của mình và trong cuộc sống của mình, bất kể uh, khi mà uh, ai đó họ đem đến cho mình những cái điều đó mà không có được thuận lợi anh chị, hay có những cái sự việc không được thuận lợi đi, sự kiện không được thuận lợi, hay những cái thông tin không được uh, mình nghe không được hài lòng ấy, thì ngay lập tức tú nói với tiềm thức của mình, tú sao với tiềm thức của mình biết rằng cái kết quả mà tú muốn đạt được là cái kết quả này, không biết bằng cách nào, tú hay nói với các anh chị mà tú hay nói với tiềm thức ấy là đây là mục tiêu ngày mai của chị ngày mai hai đứa mình thực hiện với nhau đấy không biết bằng cách nào nhưng ngày mai phải đạt mục tiêu nha làm việc thôi nói với tình thức anh chị và sau đó nhắm mắt lại đàn em vũ trụ anh chị cái bước 3 ấy thế là nhắm mắt lại hình dung bước 4 anh chị hình dung tưởng tượng kết quả mình mong muốn sống như thể đạt được rồi từng mục tiêu một từng mục tiêu một mình đạt được đạt được đạt được sau đó gì ạ? Mình thấy rất là bình an khi mình hình dung mình kết quả mình mong muốn anh chị. Mình nói với tâm thức đây là cái kết quả chị mong muốn. Và hình dung tưởng tượng anh chị ha à? và sống như thế đã đạt được rồi. Thì khi đó mình sẽ cực kỳ bình an và rất là vui vẻ và rất là hạnh phúc luôn anh chị ạ. À. Và mình vẫn tiếp tục đi trên cái hành trình của mình. Và luôn luôn lúc nào mọi việc của mình cũng đã được sắp xếp cho một trật tự linh thiêng. Mọi việc sẽ được diễn ra theo đúng ý của mình anh chị. Và mình vẫn đi trên cái hành trình của mình Tại vì vũ trụ đã sắp xếp mọi thứ trong trật tự linh thiên mà Và mình vẫn đạt được mục tiêu của mình Nha anh chị nha Và chúng ta nhớ Khi mà chúng ta ra quyết định xong rồi anh chị Thì mình cần phải gì đó? Bây giờ ra quyết định xong rồi Vũ trụ mang tới nguồn lực rồi Dọn dọn dẹp cho gọn hai bên rồi Cho mình đi rồi Để trên hành trình mình đi nó thuận lợi hơn Thì mình phải hành động chứ Bây giờ dọn dẹp gọn gàng rồi giờ không hành động làm sao thì chả có chuyện gì xảy ra hết anh chị nha được không ạ à? nên là tất cả mọi việc trong cuộc sống của tôi anh chị tôi đều dùng tiềm thức ấy và các anh chị cũng như thế ha chứ nếu mình không mình mình mà nghĩ rằng là mình giỏi ấy. mình nghĩ rằng là mình biết rồi anh chị mình giỏi rồi mình biết rồi là mình sẽ dùng ý thức đó mà bao nhiêu năm nay có ý thức có nhiều chưa hết rồi mà đang thành công ngay mà còn bây giờ còn muốn dùng ý thức à dùng cả hai anh chị ha được không ạ? À? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến với bước thực hành phương pháp nhị màu ngày số 10 ngày số 18 anh chị nha. Danh sách nhiệm màu. Cảm thấy mình thật hạnh phúc. Viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc. Viết lý do tại sao bạn biết ơn cái 10 điều hạnh phúc. À, biết ơn điều đó. Đọc lại danh sách và với mỗi điều hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. Số 2. Hãy viết ra danh sách những điều quan trọng nhất những điều quan trọng nhất anh chị nha bạn muốn thực hiện hay giải quyết và đặt tên cho danh sách ấy là danh sách nhiệm màu số 3 chọn ra ba việc quan trọng nhất để tập trung lần lượt tưởng tượng mỗi việc được thực hiện giúp cho bạn thứ tư dành ra ít nhất một phút cho mỗi việc tin tưởng rằng nó đã được thực hiện và thể hiện lòng biết ơn thật nhiều để đáp lại thứ năm trước khi đi ngủ hay cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó thì hôm nay là mình có bí kíp rồi anh chị nên là từ nay trở về sau anh chị có sự việc gì xảy ra trong ngày mà không như ý mình mong, mình mong muốn thì sao à? lập tức phải sử dụng danh sách nhiệm màu liền ha các anh chị nhớ photo ra em cái 28 ngày anh chị cái thực hành 28 ngày thì chúng ta dán vào cái gốc thì mỗi lần mà có gì đó lại cái góc đó đứng nha lại nhìn coi coi cái nào để mình dùng cho ngày hôm nay nè đừng để mình rơi vào trạng thái không được tích cực anh chị nha không được tích cực quá lâu phải dùng phương pháp uh, gì ạ quy tắc 90 giây <laughs> quy tắc chín giây không ạ à, cuộn cái điều không tích cực đó thành cái uh, <laughs> cái tờ giấy tú hay làm như thế quăng quăng à, coi như đá bún uh, cái điều không tích cực nó đi ra chỗ khác và sau đó anh chị hãy chuyển từ lo lắng Chuyển từ trạng thái lo lắng sang trạng thái biết ơn. Hay chuyển từ trạng thái gì ạ? À, kỳ vọng sang trạng thái biết ơn anh chị. À, mình phải khi, ngay lập tức là mình phải nói với tiềm thức của mình ấy. Là cái điều mình muốn là cái này nè. Và hình dung tưởng tượng. Sống như thể đạt được rồi. Hạnh phúc vui vẻ ra sao. Ăn mừng với những ai. Sau đó yên tâm đi anh chị. À, mọi thứ được sắp xếp cho một trật tự linh thiên khi các anh chị biết cái gì mình muốn và gửi cắm kết quả của mình ấy, cho tiềm thức ấy thì thông qua việc hình dung tưởng tượng và tin tưởng anh chị ha thì mọi việc sẽ được sắp xếp y chang những gì mà các anh chị tưởng tượng luôn nên mình yên tâm đi ạ Ở bao trong số các anh chị hôm nay mình đã có được bí kíp để mình uh, biết được cái cách để có được cái nguồn wifi cực kỳ mạnh từ sáng tới tối thì comment tôi nguồn wifi là cảm xúc của mình đó anh chị có nghĩa là cảm xúc của mình đó từ sáng tới tối là luôn uh, cực kỳ mạnh anh chị nha luôn luôn để mình ở trong cái tần số yêu thương biết ơn đủ đầy là wifi cực kỳ mạnh là khi kết nối là sợt cái gì ra cái đó tìm cái gì là ra cái đó anh chị đừng để bất cứ một cái sự việc nào xảy ra lấy đi cảm xúc tốt đẹp của mình được không ạ à? mình phải là người làm chủ cuộc đời của mình nha anh chị nha ngày hôm nay mình đã có biết kiếp rồi ờ, quan trọng là chúng ta còn phải ứng dụng vào trong cuộc sống mình nữa được không ạ à? rất là tuyệt vời anh chị và sẵn đây thì tôi cũng thông báo với các anh chị đúng không ạ thì nhóm rèn luyện doanh nhân số chúng của chúng ta anh chị sẽ bắt đầu cái chu kỳ mới đúng không ạ cái nhóm gọi là bắt đầu vào tháng 6 này anh chị nha nên những anh chị nào chúng ta ở đây đang mong muốn là mình học hỏi những cái bí kíp những cái kỹ năng trong kinh doanh từ những anh chị thành công ở trong nhóm rèn luyện nhóm học tập của chúng ta thì sao ạ? Và các anh chị cũng mong muốn trở thành một cái doanh nhân, một cái người trao thật nhiều giá trị giúp đỡ cộng đồng ấy thì các anh chị có thể tham gia vào nhóm rèn luyện tháng 6 này cùng với anh chị cùng với nhóm học tập của chúng ta đúng không ạ? Ừ. Và các anh chị hãy dùng dạ dùng danh sách nhiệm màu dành ra một điều ở trong đó để viết vào nha anh chị nha hãy hình dung tưởng tượng và sống như thể đã đạt được rồi mỗi lần nhắc mỗi lần nhớ tới nhóm rèn luyện danh nhân, nhân xuất chúng là mình phải bắt đầu hình dung tưởng tượng và sống như thể đạt được rồi đúng không ạ? Thì khi đó anh chị ơi, nguồn lực của các anh chị nó tơ đến gọi là tớ tấp luôn được không ạ? À? nguồn lực anh chị đến rất nhiều rồi anh chị nha để các anh chị có dư giãn nguồn lực để anh chị à, gọi là có thể tham gia vào nhóm luyện cùng với nhóm học tập của chúng ta trong tháng 6 này. Ok không ạ? À? Rồi rất là tuyệt vời, rất là cảm ơn tất cả anh chị đã đồng hành cùng tú trong cái uh, buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Uh, xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào 20 giờ tối ngày thứ hai uh, và chúc tất cả anh chị em và chúng ta buổi tối trang đầy năng lượng thành công và có hạnh phúc. Trọng bệnh khỏe mạnh nha Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị